Chào mọi người nhé. Hôm nay shop mình sẽ test cái mẫu súp B3 bát 30 mới về bên mình. Thì cái mã súp 30 này trông nó rất là cứng cáp. Thì mọi người nghe thử xem chất âm của nó như thế nào. Cái con súp này thì tiếng ra rất là ấm, nó là súp mặt. Đâm ra đánh toàn bộ là âm thanh nó sẽ dồn về phía trước. Hiện tại là mình đang đấu trực tiếp vào âm ly, lấy tín hiệu từ âm ly kéo xuống súp. Âm ly của mình thì mình đấu vào cái đôi loa bát 30. Thực ra cái đôi loa bát 30 là mình không tặng bát đây đâu, mình giảm cái bát đi rồi. Đấy, mình ghép kết hợp nghe rất là ổn luôn. Đây mình không cho, đây là mình tắt tiếng của loa đi này. Đây là chỉ có tiếng của súp thôi nhá. Mọi người nghe thử xem sao. Âm thanh rất là êm luôn. Nếu mà anh em muốn test súp ấy, thì anh em phải đeo tai nghe vào nhé. Chứ còn đâu nếu mà nghe qua loa ngoài điện thoại thì nó cứ bộp mà. Cho lên một tí nữa sẽ nghe này. Em này thì em súp 30 này thì cái gân nó là gân béo, gân súp mút. Và nó không chỉ màu đỏ nhé, không chỉ màu đỏ anh em nhé, ở bên dưới là hai lỗ thông hơi, và đằng sau thì mình chỉ có cắm trực tiếp từ âm ly xuống cục súp thôi. Đây mình lấy cái tín hiệu rất nào ra này ở trên âm ly, và mình này ăn thẳng vào cái đường input của cái thằng súp này luôn. Còn đâu là cũng vặn từ vừa bé vặn to ở trong phòng này bé lắm, vặn vừa vừa đủ để anh em nghe thôi. Còn đâu ra ngoài nếu mà không gian rộng hơn và cái phòng nó thông thì anh em sẽ phải cho to lên nữa. Đây mình đang vặn mức gọi là số 3 chứ không vặn nhiều. Với những cái không gian nó khoảng tầm 30 mét đổ lại mà anh em mà đánh với một đôi loa bát 25, bát 30 thì thêm một quả súp B3 như này thì mình thấy là cũng tương đối ổn rồi. Chất âm của quả súp này rất là ấm luôn. Anh em thử test một phát nhạc vàng xem sao nhé. Nghe khá là trong luôn, combo này nghe không bị ồn nhé, tiếng súp rất là gọn luôn. Cho thời gian tới ạ. Cảm ơn mọi người nhé.